cuốn đang được sử dụng ngày càng phổ biến với sự vững chắc, an toàn và kín đáo. Song không phải nó không có những yếu tố bất lợi gây tai nạn rủi ro. Vừa qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương dập tắt đám cháy, giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà có cửa cuốn bị khóa chặt. Khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 10 tại căn nhà số 42 đường Kim Đồng, thành phố Vinh, Nghệ An, bỗng chốc cháy. Đám cháy xảy ra tại khu vực chân cầu thang tầng 1. Thời điểm cháy, có 4 người bị mắc kẹt trong nhà do cửa cuốn bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các phương án, đưa 4 người trong gia đình thoát qua ban công cầu thang tầng 2, đồng thời dập tắt đám cháy hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Có thể thấy trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản, không được cứu chữa kịp thời, mà một phần nguyên nhân trong đó có lỗi của cửa cuốn điện, tiện ích, song phải đảm bảo yếu tố an toàn là điều quan trọng mà những gia đình có ý định sử dụng cửa cuốn điện phải hết sức chú ý.